Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Mời các em chúng ta tiếp tục cùng với thầy làm bài tập ở trong cuốn Chinh phục nâng cao toán 3 biên soạn theo chương trình sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống. Video này chúng mình sẽ đến với bài tập của tuần 24. Phép trừ trong phạm vi 10.000 tiết 2. Nhân số có 4 chữ số với số có 1 chữ số. Chia số có 4 chữ số cho số có 1 chữ số tiết 1. Câu 1. Kết quả của phép tính 3.793 trừ đi 1.939. Đây chúng ta đặt tính nhé. Các em đặt tính nhé, sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau. Mình thực hiện trừ từ phải sang trái. 3 không trừ được 9, ta lấy 13 trừ 9 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 9 trừ 1 bằng 8, 8 trừ 3 bằng 5, viết 5. 7 không trừ được 9, ta lấy 17 trừ 9 bằng 8, viết 8 nhớ 1. 3 trừ 1 bằng 2, 2 trừ 1 bằng 4, viết 1. Như vậy ta được kết quả là 1854. Vậy thì chúng mình chọn câu 1 là đáp án B. Câu 2, điền số tích hợp này. Thế bây giờ trong hai vế này, chúng ta sẽ tính toán được ở bên vế trái rồi đúng không? Em thực hiện bên vế trái nhé. Bên vế trái là 9.852, các em trừ đi 5.643 thì nó sẽ là 4.209, thì sẽ bằng 3 nhân với lại số nào đây? Thì cái số ở trong ô trống này ấy, thì nó tương ứng là thừa số chưa biết. Đây là tích này, đây là thừa số đã biết, còn đây là thừa số chưa biết. Như vậy để tìm thừa số chưa biết thì ta sẽ lấy tích là 4.209, các em chia thừa số đã biết, tức là em chia cho 3. Như vậy ta sẽ được kết quả là, các em đặt tính nhé, 1.403. Vậy thì số cần tìm đây là đáp án B nhé. Câu số 3, điền dấu lớn hơn bé hơn hoặc dấu bằng thích hợp vào ô trống. Bây giờ ta sẽ thực hiện phép tính ở từng vế. Bên vế trái này, 5.763 khi chúng mình đặt tính chia cho 3 thì ta sẽ được kết quả đó là 1.921. Thế còn ở bên vế phải, 1.052 nhân với 3 thì em sẽ được 3.156. Vậy thì ta thấy rằng là kết quả bên vế trái nó bé hơn. Vậy ta điền dấu bé hơn, đáp án câu 3 là A. Chúng mình đến với câu 4. Sắp xếp kết quả các phép tính sau theo thứ tự giảm dần bằng cách điền số thứ tự vào ô trống. Bây giờ trước hết là thầy chờ chúng mình sẽ đi tìm kết quả của các phép tính này, hay chính là các biểu thức đấy. 7.559 cộng 1.902 được bao nhiêu, em trừ cho 7.624 thì thầy được kết quả là 1.837. Tiếp theo, 2.000 biểu thức này nó có nhân và trừ thì em sẽ phải làm nhân trước nhé. 2.323 các em nhân 4 được bao nhiêu thì các em mới trừ cho 3.457 thì ta được kết quả là bằng 5.835. Biểu thức này chúng ta thấy rằng là có chia và trừ, em phải làm chia trước sau đó mới trừ. 9.836 chia 2 được kết quả bao nhiêu, em trừ cho 2.109 thì kết quả cuối cùng nó sẽ bằng là 2.809. Tiếp theo, 7.848 chia 8 em thực hiện trước, được kết quả bao nhiêu, chúng ta cộng với 5.012 thì mình sẽ được 5.993. Và các kết quả này sắp xếp theo thứ tự giảm dần thì kết quả nào lớn nhất ta sẽ để đầu tiên, để số thứ tự là 1. Đây là số thứ tự là 1 rồi, lớn nhất. Kết quả lớn tiếp theo là 5.835, ta để số thứ tự là 2. Rồi đến 2.809, số thứ tự là 3. Cuối cùng 1.837 là kết quả bé nhất, ta để số thứ tự là 4 nhé. Em đã hiểu chưa nào? Tiếp theo chúng ta đến với câu 5. Tích của 2.251 và 3 bằng kết quả phép tính nào dưới đây? Bây giờ ta phải tìm kết quả của cái phép tính này đúng không? 2.251 kem đặt tính nhân với 3 nhé, thì chúng mình sẽ ra kết quả đó là bằng 6.753. Và chúng ta xem đáp án nào mà có kết quả bằng 6.753 thì chúng ta sẽ lựa chọn. Ở đây đáp án C, 7.995 trừ 1.242 thì bằng
6753. Vậy chúng ta chọn và C. Tiếp theo là câu 6. Đề bài như sau. Có 3 xe chở gạo, mỗi xe chở được 1025 kg gạo. Hỏi cả 3 xe chở được bao nhiêu kg gạo? Thế một xe đã có cả 3 xe thì ta sẽ nhân với 3 lần lên là xong thôi. 1025, các em đặt tính nhân với 3 đi nhé. Các em tự đặt tính thì kết quả ta sẽ được là bằng 3075 và đơn vị là kg. Như vậy thì chúng mình chọn đáp án ở câu 6 là D. Câu số 7. Một xưởng thu mua khoai làm đồ khô, mỗi ngày xưởng đó thu mua 1003 kg khoai. Hỏi một tuần xưởng đó thu mua được bao nhiêu kg khoai? Một tuần là 7 ngày, mỗi ngày là 1003 kg. Vậy một tuần ta sẽ nhân với 7. Các em đặt tính kết quả ta sẽ được là bằng 7021 kg. Như vậy trong câu 7 này chúng ta chọn đáp án là D. Tiếp theo là câu 8. Tích của hai số là 2932. Nếu tăng thừa số thứ nhất lên 2 lần và giữ nguyên thừa số thứ hai thì tích mới là bao nhiêu? Ở trong một phép nhân thì chúng ta có thừa số nhân với thừa số thì ta được tích. Chúng ta lưu ý là trong phép nhân đó, khi mà thừa số tăng lên bao nhiêu lần thì tích sẽ tăng thêm bấy nhiêu lần. Và ngược lại, khi mà thừa số giảm đi bao nhiêu lần thì tích cũng sẽ giảm đi bấy nhiêu lần. Ở đây, thừa số nhất tăng lên 2 lần và giữ nguyên thừa số thứ hai. Thừa số tăng lên 2 lần, vậy tích sẽ tăng 2 lần. Như vậy chúng ta sẽ có tích mới. Tích mới ta sẽ là gì? Sẽ bằng tích lúc đầu là 2932, chúng ta nhân với lại 2 lần lên. Các em đã tính ra một nháp thì ta sẽ được kết quả bằng 5864. Vậy thì chúng ta chọn đáp án là B trong câu 8. Tiếp theo chúng ta đến với câu 9. Đề bài như sau. Trong một phép chia có thương bằng 2625. Nếu giữ nguyên số bị chia và giảm số chia đi 3 lần thì được thương mới là bao nhiêu? Số bị chia không thay đổi. Khi mà giảm số chia 3 lần thì thương nó sẽ gấp lên 3 lần. Kiên lưu ý nhé. Số chia mà giảm thì thương nó sẽ tăng. Số chia giảm đi 3 lần thì thương nó sẽ tăng lên 3 lần đấy các em ạ. Như vậy chúng ta sẽ có thương mới là 2625. Nó sẽ được gấp lên 3 lần. Đó. Các em đặt tính thì ta sẽ được kết quả là bằng 7875. Câu 9 là đáp án A. Tiếp theo là câu 10. Một trang trại cần đóng gói 4096 quả trứng chuyển đến các cửa hàng. Biết rằng mỗi vỉ có 8 quả trứng. Hỏi cần bao nhiêu vỉ trứng để đựng hết số trứng đó? Tất cả số trứng này chia cho mỗi vỉ 8 quả thì mình sẽ ra số vỉ nhé. Vậy số vỉ này, ta sẽ lấy tất cả số quả là 4096 chia cho số quả ở một vỉ, ta chia cho 8. Thì các em đặt tính ta sẽ được kết quả là bằng 512 vỉ. Như vậy chúng ta chọn câu 10 là đáp án C. Tiếp theo là câu 11. Một cửa hàng có 4256 kg gạo. Biết cửa hàng đã bán đi 1/4 số gạo đó và 652 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo? Thế bây giờ đầu tiên thầy sẽ đi tính 1/4 số gạo đã. 1/4 số gạo là gì? Ta sẽ lấy 4256 chúng mình chia cho 4 nhé. Các em đặt tính chia thì ta sẽ được kết quả 1064 kg. Có nghĩa là gì? Cửa hàng bán 1064 kg gạo và bán tiếp 652 kg gạo. Vậy cửa hàng sẽ còn lại lúc đầu là 4256. Do là bán 1064, chúng ta trừ đi 1064. Và bán tiếp 652, ta trừ tiếp 652. Chúng mình thực hiện từ trái sang phải. Thì 4256 trừ 1064 được bao nhiêu? Ta lại trừ tiếp cho 652. Kết quả cuối cùng là 2540. Đơn vị là kg.
Như vậy là chúng mình chọn cho thầy là đáp án B ở trong câu 11 này. Chuyển sang câu 12. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 3.369 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Vậy chu vi của mảnh đất đó là? Ở trong câu 12 này thì chúng ta đã có chiều dài rồi, thầy sẽ tóm tắt ra đây, chiều dài là 3.369 m. Chiều rộng thì chúng ta sẽ có thông tin tính chiều rộng. Chiều rộng bằng 1/3 chiều dài, có nghĩa là ta sẽ lấy chiều dài chia cho 3 thì mình sẽ được là 1.123 m. Có chiều dài, có chiều rộng, cùng đơn vị đo là mét rồi, thì bây giờ mình tính được chu vi. Mở ngoặc chiều dài 3.369 cộng với chiều rộng 1.123, đóng ngoặc, sau đó mình nhân với 2 thì ta được kết quả nó là bằng, ta làm trong ngoặc trước nhé, kết quả cuối cùng là 8.984 đơn vị là mét. Như vậy câu 12 này chúng mình chọn đáp án A. Câu 13. Muốn lát nền 4 căn phòng như nhau cần 2.032 viên gạch. Hỏi muốn lát nền 8 căn phòng như thế cần bao nhiêu viên gạch? Thầy sẽ tóm tắt như sau. 4 căn phòng ứng với 2.032 viên gạch. Và đến đây ngay lập tức thì thầy sẽ có một căn phòng thì sẽ cần bao nhiêu viên nhé? 4 căn phòng như nhau mà. Như vậy một căn phòng ta sẽ cần số viên gạch là ta sẽ lấy tất cả chia đều cho 4. 2.032 chia cho 4 thì ta sẽ được là 508 viên gạch. Và đến đây chúng ta sẽ tính ngay được 8 căn phòng. Sẽ là số viên gạch cần thiết cho một căn phòng là 508 nhân với 8 lần lên. Thì ta sẽ được kết quả là bằng 4.064 viên. Như vậy ở câu này chúng ta chọn đáp án là B. Tiếp theo là câu 14. Cửa hàng nhà bác Tuyết có 1.230 quả trứng. Buổi sáng bác bán được 1/2 số trứng. Buổi chiều bán được 1/3 số trứng còn lại. Hỏi buổi chiều bác Tuyết bán được bao nhiêu quả trứng? Chúng ta cùng với thầy làm từng bước ra. Số trứng ban đầu có nha, buổi sáng bán này, bây giờ mình sẽ đi tính. Nào tính buổi sáng thầy xem nào. Buổi sáng bán bao nhiêu này? 1/2 số trứng. Như vậy ta sẽ lấy 1.230 quả trứng ban đầu chia cho 2 thì mình sẽ ra số trứng ban đầu đem bán, à số trứng buổi sáng bán 615 quả. Em tự đặt tính nhé. Và đến đây thầy sẽ tính là còn lại sau buổi sáng. Còn lại sau buổi sáng sẽ là số trứng ban đầu là 1.230 quả trừ đi 615 quả là bác đã bán vào buổi sáng này, thì ta trừ đi kết quả vẫn bằng 615 quả. Buổi chiều bán bác bán được là 1/3 số trứng còn lại. Như vậy đây ta sẽ tính được buổi chiều bán 1/3 số trứng còn lại, tức là 1/3 của 615 thì chúng mình chia cho 3 nhé, thì ta sẽ được kết quả là bằng 205 quả. Đây là con số mà ta cần tìm. Như vậy câu 14 này chúng mình chọn đáp án là B. Chúng ta cùng với thầy chuyển sang câu 15, đề bài như sau. Buổi sáng có 9 xe tải chở tổng cộng 8.172 bao đường vào kho. Buổi chiều có thêm 3 xe nữa chở đường vào kho. Hỏi buổi sáng chở được nhiều hơn buổi chiều bao nhiêu bao đường? Biết mỗi xe chở số bao đường là như nhau. Thế bây giờ chúng ta đã có thông tin là của buổi sáng rồi. À, buổi sáng ta gồm những gì? À, buổi sáng gồm có 9 xe thì ứng với 8.172 bao đường. Vậy thì đến đây thầy sẽ tính được là 1 xe, đúng không? Đấy, tính được 1 xe. 1 xe thầy sẽ làm thế nào nhỉ? Thầy sẽ lấy 8.172 thầy chia đều cho 9. Thì các em đặt tính ra ngoài nháp nhé. Kết quả ta được là bằng 908. Tức là mỗi xe sẽ chở là 908 bao đường. Bây giờ chúng ta sẽ quan tâm vào thầy là thông tin buổi chiều nào. Buổi chiều là có 3 xe nữa chở đường vào kho. 3 xe thì ứng với bao nhiêu bao nào?
Chúng ta đã tính được một xe là 908 bao rồi. Như vậy ba xe của chúng mình, phép tính của chúng mình sẽ là 908 chúng ta nhân với 3 thì ta sẽ ra được là 2724. Vậy thầy sẽ ghi ở đây là 2724 bao. Chúng mình đã có buổi sáng là 8172 bao, buổi chiều là 2724 bao. Bây giờ ta sẽ tìm được là buổi sáng hơn buổi chiều bao nhiêu bao, đúng không? Ta sẽ lấy 8172 là số bao đường buổi sáng, trừ đi 2724 là số bao đường buổi chiều là xong thôi. Thì kết quả cuối cùng ta sẽ được là 5448 đơn vị là bao nhé. Vậy thì chúng mình chọn đáp án C ở trong câu 15 này. Tiếp theo chúng ta đến với câu 16. Để may được 1287 bộ quần áo thì một xưởng may cần phải làm việc trong 3 ngày. Hỏi trong 2 ngày thì xưởng may làm được bao nhiêu bộ quần áo? Biết mỗi ngày xưởng đó làm được số bộ quần áo là như nhau. Thì theo như thông tin ấy thì chúng ta có là ứng với 3 ngày thì là xưởng đó may được là 1287 bộ. Em đồng ý chưa? Vậy ngay lập tức thì thầy sẽ tính được ngay 1 ngày. Thầy sẽ lấy 1287 bộ này thầy chia đều cho 3. Thì ta sẽ được kết quả đó là bằng 429 bộ. Thế vậy thì bây giờ để hỏi chúng ta là trong 2 ngày là xưởng may được bao nhiêu thì ta sẽ tính thầy được là 2 ngày thôi. 2 ngày phép tính là gì nhỉ? 429 là trong 1 ngày chúng ta nhân 2 lần lên. Thì ta sẽ được kết quả là 858 bộ. Và đây là kết quả cuối cùng của bài toán. Chúng mình chọn câu 16 là đáp án B. Tiếp theo chúng ta đến với câu 17, đề bài như sau. Một đội trồng rừng phủ xanh đất trống đồi trọc, họ dự định mỗi tháng trồng 1100 cây. Nhưng do có thêm người nên mỗi tháng họ trồng thêm được 215 cây. Hỏi với mức trồng như thế, trong một quý đội đó trồng được tất cả bao nhiêu cây? Biết một quý là 3 tháng. Thế thì trước hết bây giờ thầy trò chúng ta sẽ phải tính xem là thực tế mỗi tháng thì đội đó trồng được bao nhiêu cây nhá. Bây giờ ta sẽ đang nói về cái mốc thời điểm là thực tế đi. Thực tế này, tuy họ dự định là trồng 1100 cây, nhưng mà do có thêm người nên họ trồng được thêm 215 cây trong vòng một tháng đó. Vậy ta phải cộng thêm 215 thì ta sẽ được là 1315 cây là ứng với 1 tháng. Đây trong 1 tháng các em nhá, đây trong 1 tháng này. Trong 1 tháng là trồng được 1315 cây. Như vậy trong 3 tháng, trong 3 tháng là trồng được bao nhiêu cây? Thì ta sẽ lấy số cây trong 1 tháng là 1315, chúng mình nhân với 3 nhé, nhân với 3 lần lên bởi vì 3 tháng. Đó, nhân với 3 lần lên. 1315 nhân 3 thì em sẽ được kết quả là 3945 cây trong 3 tháng ứng với lại một quý mà đề bài hỏi chúng ta. Kết quả cuối cùng đây. 3945 cây. Câu 17 này chúng mình chọn đáp án là C. Tiếp theo là câu 18, đề bài như sau. Một đội công nhân sửa xong một quãng đường dài 1581 mét trong 3 tuần. Tuần thứ nhất sửa được 1/3 quãng đường và 126 mét. Tuần thứ hai và tuần thứ ba sửa được số mét đường là như nhau. Vậy quãng đường mà đội đó sửa trong mỗi tuần lần lượt là bao nhiêu? Ê, bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ phải xử lý là 1/3 quãng đường là ứng với bao nhiêu mét nhé. 1/3 quãng đường. Thì thầy sẽ lấy gì là tất cả cái quãng đường cần phải sửa là 1581 chúng mình chia cho 3. Các em đã tính kết quả là 527 mét. Đây không phải là số mét đường của tuần thứ nhất đâu, mà chúng ta đọc kỹ. Tuần thứ nhất sửa được 1/3 quãng đường và sửa thêm 126 mét nữa ở đây này. Vậy bây giờ tuần thứ nhất này, chúng ta sẽ lấy 527 mét cộng với lại 126 mét thì mới đúng. Thì ta sẽ được kết quả là bằng 653 mét. Đây là tuần thứ nhất. Vậy thì còn lại tuần thứ hai và tuần thứ ba. Đây thầy đang nói đến tổng nhé các em nhé, tổng của tuần thứ hai và tuần thứ ba. Thì ta sẽ lấy 1581
là tất cả quãng đường phải sửa, trừ đi tuần thứ nhất đã sửa là trừ đi 653. Em hiểu chưa nhỉ? Đấy thì ta sẽ được kết quả 928 m. Và đây mới là tổng của tuần thứ 2 và tuần thứ 3. Đề bài lại cho là tuần thứ 2 và tuần thứ 3 sửa được số mét đường là như nhau. Như vậy đến đây ta sẽ tính tiếp được là tuần thứ 2 bằng tuần thứ 3. Nó sẽ bằng tổng chúng ta chia đều cho 2, tổng của 2 tuần này chia đều cho 2. 928 chúng ta chia cho 2 thì mình sẽ được kết quả là 464 m. Như vậy tuần thứ nhất thì đội sẽ sửa được 653 m, tuần thứ hai sửa được 464 m, và tuần thứ ba cũng sẽ sửa được 464 m. Như vậy ở trong câu 18 này chúng mình chọn đáp án là D. Chúng ta cùng chuyển sang câu 19. Đề bài như sau: có hai phân xưởng nhận vải để may quần áo. Phân xưởng thứ nhất nhận được 1623 m vải. Số vải của phân xưởng thứ hai nhận được gấp 2 lần số vải của phân xưởng thứ nhất. Hỏi phân xưởng thứ hai may được nhiều hơn phân xưởng thứ nhất bao nhiêu bộ quần áo? Biết mỗi bộ quần áo may hết 3 m vải. À, bài này chúng ta có rất nhiều cách để làm, nhưng mà một cách nó đơn giản hơn, thầy thấy nó sẽ phù hợp với các em hơn, đó là chúng ta cứ tính lần lượt cho thầy. Dựa vào tóm tắt phân xưởng thứ nhất thì mình sẽ tính được phân xưởng thứ hai thôi. Phân xưởng thứ nhất có số mét vải là bao nhiêu nhỉ? Thì theo như đề bài ấy là 1623 m. Và bây giờ chúng ta sẽ tính được là phân xưởng thứ hai có bao nhiêu mét vải nhé. Phân xưởng thứ hai nhận được số mét vải gấp 2 lần. Như vậy sẽ là 1623 chúng ta nhân 2 lần lên thì ta sẽ được kết quả 3246 m. Bây giờ có số mét vải của mỗi phân xưởng rồi và biết rằng là để may một bộ quần áo thì cần 3 m vải. Chúng ta sẽ tính cho thầy được là số bộ quần áo của phân xưởng thứ nhất may được. Thì ta sẽ lấy tất cả số mét vải là 1623 chúng ta chia cho 3. Thì ta sẽ được 541 bộ. Và tương tự như thế, chúng ta sẽ tính cho thầy được là số bộ quần áo mà phân xưởng thứ hai may được. Thì đã có tất cả là phân xưởng thứ hai có 3246 mét vải, chúng ta chia cho 3 thì chúng mình sẽ được kết quả là 1082 bộ. Như vậy thì phân xưởng thứ hai may được nhiều hơn phân xưởng thứ nhất bao nhiêu bộ quần áo thì ta sẽ thực hiện phép tính trừ. Phép cuối cùng 1082 là của phân xưởng thứ hai, trừ đi 541 là của phân xưởng thứ nhất thì ta sẽ được kết quả đó là vẫn bằng 541 bộ. Vậy thì ở trong câu số 19 này chúng mình chọn đáp án là B. Các em thân mến, thầy trò chúng mình đã làm xong 19 câu hỏi của tuần học 24 rồi. Thầy chúc các em học tốt. Còn bây giờ, thầy thân ái và chào tạm biệt các em.